Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa đèn led hoa sen. Những cái đèn led này nó dùng trong bàn thờ, nó sẽ dùng chip led 5050 RGB của hãng Senjan Đài Loan. Senjan là một cái hãng có tiếng về sản xuất chip led nha. Rồi để mà sửa chữa kiểm tra cái đèn led này á thì mình cần cái những gì? Đây là những led đó, RGB có khả năng full color, thay đổi được nhiều màu sắc. Thì trước tiên á, mình sẽ tháo cái đèn này ra và lấy cái bo mạch ra để cho các bạn thấy cái cấu tạo bên trong của nó như thế nào. Này nó thiết kế như cái hình hoa sen. Mình có thể vặn mấy cái đầu này ra. Đây là những cái cánh hoa sen. Ở đây nó đều có hai cái nhạc. Phía dưới là cái đường kính cái cánh hoa là lớn nhất, tiếp theo đó loại chung và cái này là nhỏ nhất. Ở đây là có hai cái khất để mình thả hai cái nhàm này vô cho nó vừa khít nè. Đây bên trong của nó nè, nó sử dụng chip led 5050 RGB. Bên trong nó sẽ có ba chip led, chính của nó là màu đỏ, màu xanh lá và màu xanh dương, red, dream blue. Đây là cái led đổi màu ha. Phối hợp ba cái màu sắc này lại nó sẽ tạo thành full color, rất nhiều màu. Rồi khi mà cái đèn led này hư á thì các bạn sửa chữa những gì? Bên trong nè, ở chỗ này là có một hai con ốc á, mình có thể mở ra trước hai ốc. Lấy tôi vít phần hai ốc ra, sau đó tháo cái bo mạch ra nè. Ở đây có một cái socket nối nguồn 220V á các bạn, lấy cái mạch 7 lên ra. Đây là cái socket của nó. Mình lấy cái nhíp á mình nảy ra, tí nữa mình gắn cũng tương tự thôi. Đây, cấu tạo bo mạch quá khá đơn giản. Hai cái đi này là dây nguồn AC 220V mà. Đây là thành phần chính của bo mạch. Bên đây á, nó sẽ có ba con chip led dán SMD 5050 RGB. Đây là cầu diode chỉnh lưu AC sang DC. Đây là dắt AC 220V. Cái tụ này là tụ gốm ha, dùng để hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V. Thì trong các video trước đó, mình đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt các loại nguồn led driver. Thì mình đã nói qua về cái nguyên tắc hoạt động của cái bo nguồn led driver loại này rồi, là cái mạch nguồn hạ áp từ 220V. Nó sẽ dùng một con trở và một con tụ ha, để nó hạ áp, sau đó nó qua cái con cầu chỉnh lưu bốn chân này, nó chuyển thành đi áp DC, rồi nó qua cái một cái tụ lọc nguồn này. Cái tụ của nó có giá trị là khoảng 2,2 mi, 50V thôi. Đây là cái tụ lọc nguồn nó ra, sau khi mình hạ áp ra cái mức điện áp DC, nó sẽ cấp nguồn cho cái con IC led driver điều khiển là RGB nè. Tại vì cái nguồn này có thể là đầu ra nó 12V DC. Thì ở đây cái con IC này hoạt động tầm khoảng 5V DC. Ở đây có một con đĩa Zener ghim áp 5V.
Thế thì cấu tạo của nó như thế nào? Thứ nhất, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra con chiplet 5050 này, coi nó hoạt động tốt hay không ha. Mình giả sử trên tay các bạn có một cái bo mạch như vậy mà các bạn muốn kiểm tra con chiplet 5050 này hoạt động như thế nào. Theo cách sau đây nè. Cái RGB là cái viết tắt từ Red, Green, Blue là màu đỏ nè, màu xanh lá, màu xanh dương. Thì trong cái con LED 5050 này á, nó sẽ có 6 chân. Bên trong á, nó sẽ cấu tạo 3 con chip LED chính, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương. Thế thì khi mà một cái đèn hư á, thì mình thứ nhất á, mình kiểm tra thử chip LED này á, nó còn hoạt động tốt hay không ha. Bằng cách mình sử dụng ôm kế. Trường hợp mà các bạn có cái đồng hồ kim này á, mình chỉnh và thang đo nhân 1. Còn nhiều bạn mà không có đồng hồ kim á, thì các bạn dùng đồng hồ số cho mình. Các bạn chuyển thang đo đi ốp và đo từng hàng một nha. Ví dụ mình giả sử hàng trên có hai chân nè, mình đo hàng 1. Ở đây mình có 3 hàng ha. Khi nào mà các bạn thấy LED sáng là ok. Với cái LED RGB này, cái điểm làm việc của nó là 5V DC. Đây từ cái đồng hồ số đi, mình chuyển về cái thang đo diode để mình kiểm tra. Trường hợp mà các bạn đo thuận máu không lên thì các bạn đảo chiều qua đo lại ha. Tại vì mình chưa biết cái chân nó thiết kế như thế nào á. Mình cứ đo như đo diode thôi. Đây, cái con đo LED đầu tiên. Ở đây là nó thiết kế từng hàng chân nè. Ở trên này nó có 3 chân bên trái và 3 chân bên phải ha. Mình đo từng hàng một. Như cái hàng đầu tiên đi, bạn chích vô. Nào mình giả sử đi, cái trường hợp này các bạn đo nó không sáng ha, các bạn đảo chiều qua đo lại. Mình đo giống như đo LED thông thường á. Đây là màu xanh dương ha, cái hàng đầu tiên. Rồi tiếp theo á, mình đo cái hàng kế tiếp, màu đỏ. Đây nó ra màu đỏ. Hoặc mình đo cái hàng cuối cùng, đây là cái màu xanh lá. Cấu tạo bên trong nó có 3 màu chính, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương. Các chip LED kế tiếp các bạn muốn kiểm tra tương tự, các bạn đo từng hàng từng hàng. Đây, màu xanh dương hàng thứ hai, màu đỏ hàng thứ ba, màu xanh lá. Như vậy là cái cách kiểm tra đo nguội là các bạn xác định được cái con chip LED này á, nó bị hư hay không rất nhanh. LED sáng trong đó có 3 màu, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương là ok ha. Có một số trường hợp á, là cái LED bên trong này nè, nó sẽ bị mất màu, là các bạn có thể xác định được tình trạng nó hư luôn nha. Mình giả sử đi, một con LED á, nó bị mất cái màu green hoặc là màu red, là nó chỉ còn 2 màu thôi. Nó ảnh hưởng đến cái màu sắc của cái đèn này nè. Nên vì thế mình kiểm tra sơ bộ như vậy. Các bạn phải kiểm tra đủ 3 màu Red, Green, Blue. Còn không có thì các bạn có thể thay thế ha. Thì những cái trường hợp mà mất cái màu á, mất một màu á, nó vẫn xảy ra.
Tại vì bên trong á là có ba chip LED riêng riêng biệt. Thì ba con này phối hợp màu với nhau á, này sẽ nó tạo thành full color là nhiều màu sắc. Theo thứ hai á, mình sẽ sử dụng cái mạch nguồn hạ áp này để mình kiểm tra. Trong những video trước á, mình hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra đo nóng và đo nguội. Ở đây á, mình có thể kiểm tra đo nóng trường hợp mà các bạn kiểm tra nguồn ok, 220V đầu vào ok, LED ok, thì các bạn kiểm tra các điện áp. Như ở đây mình có hai cái mức điện áp, là các bạn kiểm tra áp sau chính lưu hay đầu tự hóa. Tự hóa là cái lục lọc mà sau cái chỉnh lưu hạ áp, cái điện áp này nó rơi vào tầm khoảng 12V DC thì nó sẽ cấp nguồn cho cái con IC LED driver RGB này. Con này là cái con điều khiển cái màu ha, nó nhờ cái con điều sensor ổn áp. Thì các bạn có thể đo điện áp cái con chân con này, hai chân cộng trừ của cái tụ hóa này đo nóng nha. Đồng thời các bạn có thể đo cái điện áp chân số 1 và chân số 8 của IC. Ở đây mình có chân số 1 là dấu chấm nè, là chân số 1 của nó, 1, 2, 3, 4, nè, 5, 6, 7, 8 nè. Trong đó chân số 2, số 3 là không kết nối ha. Chân số 4 của nó mắc song song giữa một con tụ và một con chở. Thì ở đây các bạn đo được cái điện áp này nè, DC giữa cái tụ hóa này và điện áp chân số 1 và chân số 8 của IC. Con IC này các bạn chưa biết và mát á, thì mình chấm một cái que đo, nó nằm trong chân số 1 chân số 8 thôi. Đây, vậy là chân số 8 là mát. Ở đây mình chấm cái chân số 8 với cái chân âm của tụ hóa. Vậy chân số 1 của nó là chân VCC, chân dương của IC. Đó, các bạn đo điện áp chân số 1, số 8. Nếu mà có điện áp này là chắc chắn là mạch nó hoạt động. Nhiều bạn có hỏi mình cách kiểm tra IC LED driver RGB á bằng cách nào, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đo bụi là cách đo phổ thông nhất. Trong đó là cái mạch này nó không dùng vi xử lý ha, để lập trình hoặc điều khiển. Đây là cấu tạo của cái con IC đèn LED driver RGB. Với in của mình là cái chân số 1, mát của nó là chân số 8. Trong đó cái chân D1, D2, D3 là ba cái màu của nó RGB. Còn cái chân còn lại là SCL, chân SDA và chân ST. Chân này là chân vi xử lý điều khiển, như chân xung nhịp, chân dữ liệu á. Đối với những cái mạch mà nó dùng vi xử lý để lập trình hoặc điều khiển thì nó sẽ dùng mấy chân này. Còn đây mình đo kiểm tra bằng cách đo tổng trở các chân so với mát. Cái giá trị rơi vào từ 500 đến 600 ohm là IC tốt. Trên mặt các bạn nhìn nè, đồng hồ các bạn để thang đo diode luôn,
một chân các bạn kẹp mát, một chân các bạn chấm chấm chân chân này nè, thì ở đây nó sẽ ra cái giá trị nè trong khoảng là từ 500 đến 600 ohm là isotope. Giá trị mà cao hơn á, hoặc là không có tổng trở là nó bị hư hoa, hoặc không bị chập hay bị chạm á, như chứ 1/8 nối chung với nhau á, là cái con IC này bị nổ, bị chạm, các bạn phải thay cái con IC LED Driver ARB này. Cách kiểm tra như thế nào? Các bạn kẹp mát đi. Mình giả sử mình đo chân số 1. Số 1 là cái chân dương VCC. Cái đường VIN nè. Đây chân số 1 nè, số 8 của mình là mát. Mình đo được tổng trở. Chân số 1. Mình đo được là khoảng 518 ohm. Tiếp theo các bạn đo chân số 2. 573 ohm. Mấy cái chân kia là có tổng trở giống nhau nha. Mấy chân mà cùng chức năng á, 573. Chân số 3. 573. Chân số 4. 568. Vậy là hai cái chân số 2 số 3 là cái chân SCL và SDA, là chân chung xung nhịp và chung chân data dữ liệu của đến vi xử lý. Đó là chân số 3, số 4. Cái chân số 2, số 3, còn chân ST là chân số 4. Tiếp theo, mình có thể đo chân số 8 ở đây là mát, mình không cần đo nha. Chân số 7. Chân số 6. Chân số 7 là 579 ohm. Chân số 6 577 ohm. Và chân số 5 574 ohm. Đó là cái ba chân này á, các bạn nhìn trong mạch luôn. Nó sẽ nối lên cái con LED. Cái màu LED là ARB. Ba màu khác nhau. Tổng trở nó các bạn đo được, nó xem nhau. Nè, ba đường mạch nè. Nó sẽ đi vô ba chân của LED nè, mấy chân điều khiển á, điều khiển màu. Như vậy là để kiểm tra nhanh cái con IC này sống hay chết thì mình căn cứ vào cái tổng trở mà mình đo được ha. Từ cái chân VCC tính lại một chân gốc nguồn của nó so với mát. Cái giá trị của nó từ tầm 500 đến 600 ohm. Với tất cả các chân như cái chân CL nè, xung nhịp á, clock á, và chân data của nó. Mấy chân này nó không sử dụng á thì nó sẽ bỏ trống ha. Còn đối với những chân này nè, cái tổng trở của nó tầm rơi 500 600 ohm. Thì các bạn đo được giá trị này á, là ok, cái con này còn sống ha. Nhất là cái chân VCC là VIN nè, so với mát. Đây là cái cách mà kiểm tra nhanh đối với con IC LED driver này. Rồi là video này mình hướng dẫn các bạn cái cách mà sửa chữa cái đèn LED hoa sen ha, dùng chip LED 5050 ARB. Thì đối với những cái hư hỏng do cái chip LED này ra thì các bạn kiểm tra bằng cách đo tổng trở là đèn LED nào sáng á, hoặc là nó bị đứt á, thì mình tiến hành thay thế ha. Còn trường hợp cái đèn LED ok thì các bạn kiểm tra nguồn ở cái mức điện áp DC nó ra của cái mạch nguồn hạ áp này, nó chính là điện áp trên tụ nè, và điện áp cấp nguồn cho con IC LED driver này. Đó là điện áp hai chân điếu Zener là so với mát. Đồng thời á, mình có thể kiểm tra đo nguội cái con IC này bằng cách đo tổng trở từng chân so với mát.
thì nó rơi vào giá trị 500-600 ohm là ok. Còn trường hợp mà các bạn đo thấy nó cao quá hoặc thấp quá là cái con IC này có vấn đề, các bạn tiến hành thay thế ha. Như trường hợp là nó không có ra một màu nào á, trường hợp mà như nó mất màu đi, cái điện áp cái chân D1 nè, mình giả sử các bạn đo điện áp D1 chân này so với mát D2 nó đều có điện áp hết nha, trường hợp mà mất cái một cái điện áp nào đó là cái con IC này chết luôn. Đó là cái cách đo nóng. Thì trong video kế tiếp đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo nóng cái con IC này. Còn đây là phép đo gùi để các bạn xác định nhanh được IC sống hay chết ha. Là video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.